một chủ đề hoàn toàn mới lạ trong tập 3 của cặp đôi hài hước gọi tên Bốn Mùa. Những cảm xúc thú vị về bốn mùa xuân hạ thu đông sẽ được khắc họa thật đặc sắc, vui nhộn, đầy sáng tạo. Trường học thì phải có cô, có thầy. Hôm nay là phát lại đứng đây, nhây nhây chút xíu cho vui khúc này. Nếu vui thì đã có cười, không ai cười cả tức là không vui. Anh đã bị ngộ độc bình thơ. Ngộ độc bình thơ. Ngộ độc bình thơ. Ngộ độc bình thơ. Bình thơ. Ngộ độc. Đó. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Cô một khắp anh, cô một khắp anh, cô một khắp anh. Ăn không em, ăn không em. Đừng bỏ lỡ cặp đôi hài hước phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.